chào quý khán chị. Thì cũng như mọi khi hàng tuần thì Bồm làm vlog đi từ thiện ha. Thì Bồm xin phép một phần Bồm cho là gồm một phần ăn, một phần nước và có sữa ha, một phần sữa riêng nữa. Thì Bồm phép cho quý khán chị xem một phần ăn. Đây là một phần ăn Bồm đã đặt từ trước ở của cô làm ốc rất là nhiều ha. Rất là nhiều ha, không phải là chỉ có đồ ăn nằm ở trên ha, ở dưới rất là nhiều đồ ăn ha. Đó thì là đi vô hang cùng nữa hè. Cô chú ở đâu? Từ đấy từ 102 lưới em ơi. Dạ. Đi từ đấy. Dạ, ngồi ra tàu. Cô đi bán cái số hả? Dạ, bán được nữa. Mới bán hồi chiều nay hay là đi dạ. Từ lúc nào? Dạ. Cô đi từ lúc nào? Cô bán từ lúc nào? Tôi chỉ năm giờ còn về là tí á. À. Năm giờ còn về là tí. Cô đợi con xíu nha. Dạ. Dạ. Cô ở đây là đường cô đi dọc theo đường Lê Hồng Phong. Dạ. Rồi con cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Dạ có gì cô chú ăn nữa còn nóng á. Dạ. Chú không ăn mì đúng không? Dạ. Bịch sữa với nước nha, vậy gửi chú sữa với nước. Chú có cái gì để à, có cái rổ để mình. Chú dạ. Với lại cho nước ha. Dạ, chú sữa nước. Dạ, chú này, dạ, chú không ăn mì. Dạ. Dạ, rồi. Dạ, ăn đi cho nóng. Cái này là mì xào ốc con mới nói người ta làm luôn á. Dạ. Ừ. Hai cô chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 65. Dạ. Quê cô ở đâu? À, Hà Tĩnh. Dạ. Dạ vậy cô chú ăn nha, con đi nha. Con nha. Dạ. Dạ chú. Ôi tình cảm quá. Chú của lòng nhiều nha. Dạ con lấy con. Dạ cô chú để mua đồ ăn. Dạ cảm ơn dạ dễ nha. Ba ơi, ba ơi, bà ăn mì xào không? Bà ăn mì xào không? Con gửi từ thiện á bà. Mì xào. Dạ. Cho con quay để người ta thấy bà, người ta giúp bà đồ ăn ha. Dạ. Dạ. Bà đi bán ở đâu? Nãy giờ bà đi những con đường nào rồi? Rồi bà bán xong bà về đâu? Dạ. Thì con có sữa nước với mì xào ốc. Thì con nấu cho nó ngon nha. Dạ. Dạ rồi.
lại kìa. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Cho con quay clip người ta thấy chú để giúp nha. Đẹp trai quá trời luôn ạ. Hôm nay chú đi nhậu hả? Không phải, mới nhậu với thằng kia. Bây giờ bạn mới gặp. Vì chú cũng con cái chú không có giấy tờ bị bắt, người ta mới thay về. Làm gì bắt?
không có giấy tờ, chú không có tiền đi về quê. Vậy à, chú đi nhặt cái nhặt lụm ba da chai nè, vác cái bao rồi rồi tối ngủ đâu, đụng đâu ngủ đó. Rồi chỗ này là căn cứ địa hả vậy? Không ai ngủ ở đây được luôn. Địa bàn đó rồi. Gửi chú phần cơm, phần nước, phần sữa. Dạ, chú nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn hai cháu nhiều. Dạ. Nhưng mà hai cháu thì đi từ thiện gì? Nếu mà từ thiện gì chắc có thể là nằm đêm chắc sảng khoái lắm. Không phải không ngủ mình từ thiện được một người. Dạ. Thì tự nhiên cái tâm hồn của mình nó phun ra là sảng khoái. Dạ. Cảm ơn hai cháu nhiều. Dạ, dạ, dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, tụi con đi. Bây chú xỉn chú ăn ngay rồi ngủ nha. Rồi, cảm ơn hai cháu rất nhiều. Ăn ngủ rồi mai tỉnh rồi đi nhặt tiếp. Đi lượm nha, ba ngoài đường này nè, thì lượm như chai, ba nước suối rồi. Bây giờ nó rẻ lắm, lượm 30 ngàn thôi đi gãi cấp giòn. Dạ, dạ, rồi chú ăn rồi vô ngủ. Rồi, cảm ơn. Mai hết xỉn này đây. Dạ, dạ, rồi, chào chú nha. Rồi, cảm ơn hai cháu nhiều rất nhiều. ông ơi đây, mấy nay kiếm ông quá trời luôn. Đặt để dắt than đợi con xuống gửi ông ở cái hồng qua mua cơm mà bữa nay con gửi ông ở quê à, chanh muối hả? Chanh muối đúng không, cái chai uống nước đó đúng không? Chanh muối à, uống cho nó tiêu đúng không? Con bé rồi, để mai ông con gì nghe con mua. Mấy nay con kiếm ông á, bữa con nói con mua cái này nè. Con mua cái gì, cái canh muối với sữa nè, mà kiếm ông quá trời luôn. Sao bữa nay được ai cho cái này vậy? Hả? Mới giờ là bánh mì hả? Cho ông cái này nè nha. Cái áo mưa mặc áo với quần vô
rồi á. Uống hết chưa? Chưa. Cái chuối á, đi cái gì à? Muối với sữa. Muối á. Đó vậy. Uống chai chưa? Chưa hết rồi. Thì tưởng đâu ông chưa ăn cơm thì con mua cho ăn rồi thôi. Con ra là con mới là mà may nó mua cơm là may đấy ha. May ha. Dạ. Ông ơi, con kêu cơm cho ông này ngay chỗ quán cơm á, ông thấy không? À. Con kêu một hộp cơm cho ông này một tí. Đi. Con kêu rồi, một tí ông ghé người ta đưa. À. Nha. À. Rồi. Lấy cơm thôi nha. Nhắm mắt lại. Mấy bữa nay đỡ rồi. À. Dễ sợ. Tại vì có cái áo với quần luôn á, không mặc đi. Lấy mặt. Còn mưa đó mà mặc đại đi ngồi khỏi cần mà. Sáng giờ gì ăn không con? À, được. Bỏ bọc gì ăn không thôi hồi quay lại ăn à, thì con mua ấy rồi về mang theo ăn không? Ăn à. Rồi mua hai phần. Hôm mua phần hai cho con đủ rồi. Dạ. Bé ăn không? Nó ăn không nhiêu. Đừng lấy da, đừng lấy da, đừng lấy da dầu muống. Hả, chú không ăn gì? Không, không ăn rau muống hả? Dạ. Không ăn rau muống, không ăn gì nữa. Rồi, rồi. Với cần gì cho cái gì đó. Đâu đâu, chú lại đây hả? Cái đó, cái gì đã đỏ. Tôm đúng không? Đúng rồi, tôm với cái gì? Tôm với cả gì, ớt nhùm thịt vậy á. Dạ. Là bỏ cái đó nhẹ, bỏ cái đó, rồi không ăn rau muống. Dạ. Không ăn giá luôn, không ăn giá, không ăn không muốn luôn. Thôi để bán đi. Thế hơn gì. Con nhà con có áo mưa để bữa nay con đi em mang áo mưa. Có áo mưa mà bữa nay đi làm. Có rồi, cảm ơn thịt. Thịt quá. Thầy trả giờ cho chị nhà thấy nắng quá, cho chị nhà. Giờ đi bán rồi, còn không còn.